Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Long TV. Trong phần chơi 100 ngày sinh tồn trong Minecraft Magic World, thế giới pháp thuật, mình đang ở trong một chỗ rất là huyền bí. Hôm đây sương mù không à, ghê lắm. Và trước mặt chúng ta có thêm một cái, đây là Water Element. Cái này thì chưa có thể tương tác được. Và nghe tên phần chơi này là thế giới pháp thuật Magic World, nghĩa là chúng ta sẽ tập trung vô những cái gì liên quan đến sức mạnh từ thiên nhiên, và cũng như là có những cái ma thuật này nọ luôn á. Này vô đây nhìn cái coi khu rừng này sao ghê vậy. Ông này ghê quá vậy. Ôi coi con mắt của ổng màu đỏ kìa. Đây là dân làng, nhưng mà dân làng này đã bị nhiễm dịch bệnh. Không phải zombie đâu, mà là macaron. Ghê lắm, hồ hồ. Đừng có chọc ổng, ổng cắn cho cái cho biết. Mau chóng đi lấy những món này. Đập hơi lố tay chút xíu. Rồi ta gắn những cái này xuống, đồ làm đẹp thôi mà. Rồi cần có gỗ. Ủa bên dưới đó ghê quá, nhìn thấy nó căng thẳng quá. Lên đây đi kiếm gỗ coi, mấy cái cây này có thể chặt được hết á. Mình muốn đi tìm cái cây của vanilla thôi. Ít gì vậy? Có cái Bruin Stand ở trong. Đây là cái gì nữa? Vô coi liền. Ồ, một cái dungeon. Rồi hiểu luôn. Số em là vô là thấy được nhiều thứ thú vị quá. Vampire. Có gì đây? Bây giờ ta cần phải theo một bên, nghĩa là sẽ có ma cà rồng và ma sói. Spider B. Và thấy là có EMC nữa. Vui nha. Đây có gì nữa nè. Ra ai để hàm răng vui vậy? Hàm răng Vampire Fan. Răng của Vampire. À ông này, tôi không phải là thợ săn macaron đâu. Ông này là nhân viên chìm. Chúng ta có thể vô đây coi luôn. Giờ không thể sử dụng cái bàn này được. Và có rất nhiều thứ chúng ta có thể từ từ khám phá. Có tỏi nè. Tỏi, lấy tỏi vô chọi mấy tên vampire, mấy tên macaron á. Rồi mình sẽ chạy ra bên ngoài, mình đi xuống bên dưới đi. Ta đi coi những cái nhà còn lại. Ghê vậy, ghê vậy, nhìn căng thẳng quá vậy. Đóng cửa. Phát hiện có một con ma cà rồng đang ngủ nè. Ma cà rồng là ngủ vào ban ngày luôn, rất là sợ ánh nắng cho nên không có đi ra được. Vô tôi mở đồ lên tôi lấy coi. Lấy đồ. Bye bye nha. Lấy xong rồi đó, tôi đi đây. Bây giờ ta sẽ bắt đầu những bước sống sót cơ bản nhất trước khi thực hiện những phần về ma thuật. Bắt buộc là phải có những bước cơ bản nhất trước. Có mấy em này nữa. Trick me. Khu rừng ở trong đó bị sương mù, có thể là do ta đang ở cái giờ nào đó là sẽ có sương mù. Vô không thấy có cây nào vanilla hết trơn hết á. Quất cái cây này luôn đi. Tập ra, đổi lên vanilla, bàn chế tạo Aspen crafting table. Đâu để làm thử bàn này coi. Bàn này khác gì với bàn bên kia? Úp vậy. Aspen là gỗ Aspen thôi chứ nó cũng không lạ gì hết trơn hết đó. Nó khác cái màu nè. Rồi bắt đầu. Ta sẽ cần phải có cuốc chim. Cuốc chim trước. Đây. Tiếng gì căng thẳng quá vậy? Ô, tiếng gì căng thẳng quá vậy? Em chưa có gì hết nha mấy anh. Mình sẽ cần phải đi đào ngay và luôn. Nâng cấp lên. Chúng ta có đồ ăn rồi cũng đỡ. Mới bắt đầu vô thấy một ngôi làng là quá tuyệt vời luôn. Như vậy là trong khu vực này, khu rừng này là sẽ bị sương mù, chứng tỏ khu rừng này cũng có rất nhiều nguy hiểm. Rồi parkour thôi. Parkour. Không cần phải đi đâu xa, ngay tại chỗ này có chỗ đào bới. Đây có trồng beetroot nè. Vô. Có than, có sắt gì không? Và có con gì kìa? Ồ, về luôn. Macaron. Chưa gì hết gặp macaron rồi.
Làm dữ quá. Ủa sao tắt nhạc rồi? Ừ. Vậy mới nói làm dữ quá. Từ từ bình tĩnh. Tôi lên đồ thời kỳ đồ đá bắt đầu cái coi. Đây, thời kỳ đồ đá. Đồ đá có được cuốc chim, làm hai cuốc chim đi. Cần có thêm gỗ. Được cái lưng ra cũng hơi nguy hiểm nha. Mà phải nhanh tay lên. Có all-in-one tool không? Không có. AIoT không có. Nếu mà có all-in-one tool là làm all-in-one tool luôn cho nó khỏe. Lập ra luôn. Khoan. Còn cái nữa quên. Làm này. Đồ ăn. Có đồ ăn liền. Ok luôn. Lập ra. Có mấy khúc bánh mì khô gặm đỡ. Xuống dưới đây. Đây là Vinthium Orc. Cần phải có sắt. Cái này đập ra trước đi. Có sắt nè. Ok luôn. Được bao nhiêu cục? Có một cục rồi. Gì bài bọt vậy? Và đây là aluminum. Ok quá. Cái con vampire hồi nãy đừng có xuất hiện nha, tôi la đó. Đảm bảo luôn. La ó âm sầm liền á. Rồi, đập ra một cái mình có đuốc rồi. Mình sẽ làm mấy cây đuốc. Có than rồi làm đuốc liền. Để cho mọi thứ sáng sủa lên. Vậy tối thui à, thấy gì đâu. Ok liền. À, chỗ này. Ố dè luôn. Ghê quá. Creeper. Creeper cuốn nổ. Creeper nổ thì cứ nổ thôi. Không sao. Chúng ta có một cái thùng ở bên dưới. Đang quan sát có nên nhảy xuống dưới hay không. Biết sao thì cũng phải xuống hết á. Để đi thắp sáng một cái. Nghe tiếng xương kìa. Ố dè luôn. Ố dè luôn. Rồi, vô. Đập than trước. Nấu sắt lên. Mới có một cục sắt thôi à. Mới bắt đầu ngày đầu tiên thôi. Tao căng thẳng gì đâu luôn á. Lại là alu. Alu làm được kiếm không? Để mình coi coi. Aluminum nấu lên. Làm được cái kiếm không? Rồi, không làm được cái kiếm rồi. Chỉ có làm công thức trong đó thôi. Cái này nhảy xuống cũng đau lắm á. Thôi nhảy đại đi. Nhảy đại một cái. Ở cái thùng lên coi. Được cây xẻng. Efficiency bending luôn. Được cái nhẫn. Cộng một armor. Đeo nhẫn lên. Kiếm chỗ đeo nhẫn lên coi. Quá chừng chỗ luôn nè. Gắn đeo nhẫn. Được thêm giáp. Thêm giáp là ngon lành luôn á. Có EMC nữa. Tuyệt vời luôn. Và trong này vẫn còn nhiều thứ khác nữa. Bách phát có không vậy? Có luôn. Có bách phát luôn. Yêu cầu phải có da. Rồi da thì không có quá khó để làm đâu. Có được mấy món này nữa. Có cái xô kìa. Lấy cái xô trước đi. Và cái này gạt xuống. Ích lợi gì? Đưa đây lên đó hả? À đưa lên để có thể đi lên. Chị gạt xuống lại lần nữa. Mình phải đứng lên trên đây nè. Đó, đẩy lên cái. Mình dồn thắp sáng một cái. Mình không biết chuyện gì xảy ra trong này luôn. Vui vậy thôi. Giờ ta sẽ cần phải đi qua bển. Đây. Ố dè. Chỗ này thì quen thuộc rồi. Đây là khu dungeon bình thường. Chứ có gì. Trời quá. Âm thanh gì này nọ. À, cút chim đập ra. Đây là gì? Đây là soul stone. Soul stone nấu lên thành soul stone, làm được cây lưỡi hái. Đã nha. Yêu cầu phải có thêm sắt. À, mình thấy có than không à, chưa thấy có sắt nhiều. Và có copper kìa. Đầu để coi đồng. Đồng này có thể làm được công thức gì? Một cây rìu. Có vũ khí không? Có được con dao. Rồi như vậy thôi. Nghĩa là phải kiếm thêm được sắt. Chỗ này nhảy xuống nữa.
Ồ, nó bưng xuống một cái, bưng, thắp sáng, thắp sáng. Ố về luôn, ghê vậy. Mình tự tin lắm, mình chưa có đồ dưới chân đó, nhưng mà mình đi khám phá liền luôn rồi. À, thiên ọt, diên ọt. Ghê vậy ta. À, à, hiểu luôn nha mấy em. Rồi tôi thấy mấy em rồi. Ê ơi ơi, đừng có rớt xuống. Rồi nó bắn kìa, nó bắn. À, từ 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 từ. À, lần đi lần khó xuống dưới đây rồi thì ta sẽ cần phải làm liền đồ chơi. Để lên nấu sắt vô một cái. Ở vô. Than có thể chuyển thành than nhỏ để tiết kiệm hơn. Than nhỏ còn có mấy loại nữa hả? Đâu kiểm tra coi. Cái nào cũng vậy thôi, cũng là than thôi. Giờ mình sẽ cho nấu than lên trước cái đã. Mình đã nấu sắt xong. Tiếng zombie nữa, ghê quá. Giờ làm cây này còn thiếu thiếu gỗ. Ta sẽ cần phải chuyển thêm mấy cây này nữa. À, vừa đủ là một cây. Sát thương 7, tốc độ đánh 0.9. Cũng hơi chậm. Nếu mà là một cây kiếm bằng sắt, giờ phải tự bảo vệ bản thân trước đã. Bắt đầu vô ma thuật được, tháo 1.6 thôi làm cái kiếm đi. Làm cái cây đó cũng hay á, nhưng mà làm cái kiếm trước. Rồi còn gì nữa không? Có gì dục bỏ được nữa không? Mấy món này dục bỏ đi. Tỏi ha, tỏi có tác dụng gì? Làm cái đó nữa. Tỏi vô. Đập ra. Ta sẽ cần phải đi xuống dưới. Đông quá vậy ta. Ê baby zombie, nguy hiểm nha. Baby zombie lận đó. Chỗ này để dành farm kinh nghiệm được luôn á. Có spawner mà. Wow, nãy giờ mình đứng đây mình kiếm một đống kinh nghiệm được luôn nha. Có gì vậy? Knowledge update. Ow, 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 bị đánh rồi. Ăn vô, ăn vô. Chúng ta sẽ cần phải có một cái thùng ngay tại đó. Rồi để vô đây làm cái thùng. Không đủ để làm cái thùng. Nhiều đồ quá. Hãy xài hết được chơi rồi. Có mấy món mình muốn lấy. Thể dục bỏ bớt một vài thứ không cần thiết đi. Ví dụ như cái robot peony. Mấy món này không cần thiết. Ôi cái này dục đi. Cầm làm gì? Gạo hả? Gạo cũng có một vài cái có thể sử dụng được. Cái gạo đó. Có mấy cái bên dưới nữa kìa. Này bỏ. Cây này dục. Zombie chạy lên. Thúi dục luôn. Rồi dục bớt đi. Bớt để còn có công chuyện. Nó đánh qua cái khúc đó được. Khó chịu ghê luôn á. Đó là khúc xương. Khúc xương. Mình dục cái này đi luôn đi. Demon Dream. Một giống. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Đủ rồi. Đánh cái này là không biết tới ngày tháng năm nào luôn á. Giờ ta đi lên. Ưng. Từ từ bình tĩnh. Dạ. Vậy. Rồi, vậy đó. Đi lên ở đây là cao thủ vậy đó. Rồi và ưng. Ủa gì kỳ vậy? Từ từ. Tôi gạt cái này thôi. Tôi dướng lại hoài ấy. Ai, 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 zombie rất đầu luôn. Khó chịu nha. Rồi lên dòm liền. Đâu có còn gì nữa đâu đúng không? Ừ. Mấy zombie này lộng hành quá. Vậy là không có được. Chỗ này đi lên á, thì mình sẽ đặt những cái phần đắt tuổi cái mình leo lên. Cái chỗ này là quá nguy hiểm. Ta cần phải đi lên kiếm một chỗ còn đi ngủ. Đó, có chỗ đi lên rồi nè.
tạm ổn. Những khu bên trong đó là có thể thắp sáng lên được. Wow, sáng lên. Và có rất nhiều những phần khoáng sản khác nhau. Đó từ từ lấy. Chắc là sẽ phải lấy những cái cần thiết nhất thôi. Giờ đâu có đủ chỗ đâu, phải lên xả bớt đồ ra. Ở chợ nó chắc trời tối thui rồi quá. Nghi lắm. Để mình đi từ hướng này. Này là đi xuống nữa. Ố về luôn. Bước ra đây, sẵn đây mình đi coi bên đầu này coi có sắt không. Ồ, có Rocky Stone cũng hay. Những hang động ở trong phần chơi này á, làm những cái chỗ nhỏ nhỏ. Mình phát hiện ra ở đây có một ngôi làng nữa. Nó toàn là những ông macaron không vậy? Thiệt luôn á, macaron không à. Nhảy xuống đây, chạy ra, chạy ra. Creeper hả? Tôi biết mà. Cái gì vậy, gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Rớt ra gì nữa kìa. Bỏ này đi. Bỏ luôn. Raw fire shack cần thiết hơn. Đây có một cái nhà. Nhà này phải nhà nãy không? Không, khác. Nhà khác, nhà khác. Mấy ông này đi ngủ đây nữa. Đồ ăn không à. Tạm thời mình sẽ bỏ những món này vô. Mình không có cần cầm mấy hộp giống đó theo. Chúng ta để cầm cái khác. Có bông gì nhìn vui vui nè. Seru Blossom. Rồi ông này làm sao? Ông này, ông này không phải macaron. Ông đó là người bình thường. Macaron rất là nhiều. Và trên đây có nhà đẹp chưa? Ô, có cái cầu vô luôn kìa. Đã liền. Macaron tiếp. Tớ đi gặp macaron hoài vậy ta. Yeah yeah yeah. Ê ê ê. Làm giật mình cưng. Ambush. Mà sao nó không chọi thuốc mình ha. Tới ông này cũng bị macaron nữa. Đi đâu cũng thấy hết. Giờ ta lên cây cầu. Cây cầu. Mở bản đồ lên coi. Quýt quýt quýt. Vậy là không tấn công mình hả? Phải không? Phải không tấn công mình không? Thôi để mình chặt ra một cái mình đi vô. Chỗ này làm rất là đẹp. Một ngôi làng. Ngôi làng này có con witch. Dữ kìa. Ui da. Sao mà không tấn công mình được. Chơi là chọi thuốc mình liền luôn á. Đóng cái cửa lại. Ô ngon lành, ngon lành, ngon lành. Ngon lành. Có chỗ để làm phép này nọ luôn. Sung sướng. Sung sướng cuộc đời liền. Leo lên ngón cái coi. Có đồ treo lên luôn nè. Đã nha. Phải cần phải đi đâu xa kiếm gì hết trơn đó. Có sẵn đây luôn. À đây là ngôi làng của những con quýt. Ngôi làng của những mụ phù thủy. Ghê quá. Ta lọt bẫy rồi. Ố dè luôn. Một ngôi làng. Thiệt là căng thẳng quá đi. Nè thấy không? Quá chừng luôn. Mình đang đứng ở đây. Nó thấy mình rồi. Nó thấy mình rồi. Thôi 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 thôi. Tôi đi đây. Tôi đi đây. Tôi không muốn ở đây nữa. Ở đây ghê quá. Còn đầu bên kia đi đâu? Có cái cột gì đó. Nó chiếu sáng lên kìa. Đầu bên này đi đâu? Đi qua những ngôi nhà bên đây. Hiểu luôn. Rồi mình biết cây cột đó là cái gì nữa rồi. Không phải là cái chỗ mà chỗ đó cũng nguy hiểm lắm đó. Ăn gục. Lấy đồ. Nó rượt mình tới đây luôn mới ghê. Rồi ta mau chóng giọt ra khỏi đây. Giọt đi giọt đi. Hồi bị phù thủy rượt giờ á. Hẻm núi nhìn căng thẳng quá. Bên dưới đó hình như là khoáng sản. Phải rời khỏi khu này. Mình muốn một cái chỗ ở không có sương mù. Ở mà sương mù không có thấy gì đâu. Mấy khu rừng này nữa. Ta đi qua bển coi coi. Để kiếm một chỗ còn bắt đầu sống sót ngay tại đây nữa. Và đây là một công trình nhỏ. Mày phải tìm đường leo lên. Cao quá vậy. Cao lắm á.
leo lên chển. Đây chờ cái ngày mà cái phần dây leo đó nó mọc xuống cũng lâu lắm nha. Leo lên, bên trong này có một cái cục này. Cục này có thể đập ra được và nó có thùng dưới chân người ta. Đầu đập xung quanh ra coi, không thấy có thùng gì hết. Trả lại, có một bé ong RGB và có người nuôi ong ở đây luôn, beekeeper nữa nè. Ông này ở đây thì sẽ có một ngôi làng ở gần đây. Rồi ngôi làng, ngôi làng ở đây luôn. Ngôi làng lúc mình mới xuất hiện thì lại không thấy có được cây cột này. Chỉ là có một ngôi làng ở trong đây. Đúng luôn. Rồi vô chiếm nhà. Vô chiếm nhà chứ làm gì nữa. Một đống giấy. Đóng cửa lại. Đâu? Ở bên đây có một ngôi làng. Bên đây cũng có một ngôi làng. Đằng này cũng có, hồi quanh kia đi. Mình thích ở mấy cái khu đồng bằng hơn à. Những ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm kiếm một cái khu để ở trước. Đi lộn hướng rồi phải không? Lộn hướng rồi, phải băng qua khu rừng này. Một khu rừng gì đen thùi lùi vậy? Cây nó đậm màu dữ. Giờ mình sẽ đi qua khu rừng này, mình qua bên kia mình ở cho nó thoải mái. Có sáng sủa cơ, cây cối ít một chút cũng được nữa, không sao hết trơn hết đó. Ba bển. Cây bên đây màu tím luôn à. Đây coi, nhìn trái nhìn phải coi có cái ong gì đây. Spider bee tiếp. Có được một cái Terra. Ok liền. Tôi thích khu này rồi đó. Khu này đẹp quá. Và có được cây cột nữa. Sáng. Bum. Thắp cây cột lên. Rồi làng dưới này cũng có một cây cột nữa. Đây là hai ngôi làng sát bên nhau ha. Còn bên kia là cái gì? Rồi ta đi coi luôn coi. Đi coi coi khu bên kia. Cách xa ngôi làng đó. Lonely Field. Ồ, có một cái nhà thôi. Nhà này ở của ông này hả? Ố về luôn, sung sướng cuộc đời luôn. Có ông này luôn nha. Hello, ông này là gatekeeper. Có thể trao đổi với ông, lấy được cái zeolite lighter và blue journal. Vô trong nhà ông. Có cửa không? Nhà này, cái này không có gì. Rồi cái nhà còn lại có cái cửa. Ngon lành luôn. Có cái cửa liền luôn và có cái này nữa nè. Meeting table lấy. Đang cần. Hôm nay chạy về đây. Hôm đó ông đi ngủ á. Trời tối rồi ông đi ngủ. Trong đây thì có một vài thứ. Để mình coi. Mình sẽ lấy cái giường của ông. Mình đuổi ông ra. Đi ra đi ông ơi. Chưa ngủ được nữa. Ừ. Chúng ta dắt về căn nhà bên đây. Căn nhà bên đây. Mà tính qua căn nhà bên đó nó không có đã bằng bên này. Mà bên đây, bên đây đã có người ở rồi. Không được. Chỉ là chỉ còn mỗi một căn bự bự này thôi. Căn bự bự này nhìn quen mắt lắm nè. Vô. Trở lại. Để giường xuống. Giường thì mình sẽ để ở bên đây. Đập ra, dọn mấy cái bàn ghế này đi. Không có để ở đây nữa. Căn nhà còn cỏ gì tùm lum trơn vậy? Lát nữa mình dọn trong kia, giờ mình vô đây mình ngủ. Khi nằm xuống ngủ, đang ở trong thế giới trong mơ. Thì khổ ghê vậy đó. Nằm xuống ngủ cái vô thế giới trong mơ liền luôn. Giờ muốn biết thế giới trong mơ này làm sao á, thì phải mở cuốn sách này lên. Nghe tiếng gì ghê quá. Mở lên. Rồi. Đó đó đó, quay ngược về. Chuyện gì đã xảy ra? Ôi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tôi lại như vậy? Ở chỗ này mình nhớ mình dọn rồi mà. Đập cái này ra luôn đi. Để đồ xuống, để bàn chế tạo này nọ xuống. Vô đây. Bàn chế tạo bình thường. Ta sẽ cần phải để xuống luôn. Này dục đi. Để cái này xuống là mấy ông kia chui vô liền á. Chắn luôn. Này có làm được gì không? Này có làm xà bông. Công thức của xà bông là cần phải có những cái bông. Thì xà bông mà cần có bông thôi. À, đập cái này ra cái đi, dọn cái đã. Lâm hết trơn à. Và khó chịu.
Rồi cái này thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Mình đã dọn hết đồ trên người bỏ vô trong thùng. Bây giờ tháo cái này ra, bỏ này vô. Ở bên đây lên có 5 tờ. Trên kia có mấy tờ đây. Đập cái này ra luôn đi. Lấy ra hết. Leo lên tiếp. Giảm túi vậy. Và ta sẽ có một đống trong này nữa. Cái thùng này khi đập ra là nó sẽ mất đồ, cho nên phải lấy đồ ra trước. Phần này đập cái này luôn. Chặn lại. Đẹp. Ok liền. Nhảy qua đây luôn. Trời, tổng cộng mình có 15 tờ. 15 tờ mình có thể biết được thêm những thông tin này. Thêm Regen Undead, Regen Material, Blood Alchemy, Gorgon. Cái nào cũng được hết trơn hết á. Hydra Regen Fort. Vậy đi. Rồi mở lên coi. Những thông tin đó sẽ bắt đầu xuất hiện. Phải có những cái tờ giấy đó thì mới có được. Giờ tờ này để đây. Cái này thì dẹp luôn, không cần thiết. Và cái thùng này thì mình sẽ để qua bên đây. Cái thùng looter này đập ra là nó sẽ không có còn cái hình dạng giống vậy nữa. Ta sẽ cần phải lấy những món không liên quan đến những cái đồ ăn. Đây, những món không liên quan đến đồ ăn. Bỏ nãy chổng, sao không có gì liên quan đến đồ ăn hết trơn ta. Những cái này là những món đồ từ những con quái. Thì mình cũng sẽ phân loại ra sau một lần nữa. Rồi cứ lấy ra trước đi. Lấy cái này ra, lấy cái xô ra theo luôn. Vampire Blood. Ok liền, lấy vô. Có cái này hả? Điện đập ra rồi, giờ sao giờ? Giờ để trong này đi. Để trong đó. Được rồi đó. Rồi giờ ta sẽ cần phải đi một vòng. Khoan. Trước khi đi thì cần phải lấy cái xô theo. Để cái lò nấu lên. Bánh mì còn nhiêu đây? Đi coi thử coi xung quanh đây còn bánh mì không. Còn bánh mì thì lấy ra ăn. Mà hồi nãy ồ, nhớ hồi nãy còn mớ gỗ nữa mà. Nằm trên đó luôn kìa. Tao chưa rớt xuống. Và cái này không ven mai được nha. Ven mai cái đi cả cái nhà luôn á. Giờ ta sẽ cần phải chạy một vòng coi. Còn đồ ăn không? Còn đồ ăn thì hốt. Không thấy. Ở đây thấy toàn là cây cỏ không à. Giờ chạy thẳng xuống dưới kia luôn. Đường này là đi qua một ngôi làng khác. Qua bển coi. Có bé bé cụ. Hello. Mấy em cụ. Rồi. Ủa. Đi lộn rồi. Nhìn bản đồ hay ghê. Đang đi về phía này mới ghê luôn á. Giờ đi về hướng đây nè. Đây đang có một mấy ông ở trỏng. Mình mà lấy đồ chổng là mấy ông đó nổi sùng lên liền á. Chúng ta qua thắp sáng cây cột bên này lên. Có gì mình dịch chuyển cho dễ. Và có ông thương nhân gì đây? Ông này là Werewolf Representative. Mình không có thể tương tác được. Cái ông đó là dành cho thể loại ma sói mới có thể tương tác được. Ở chỗ này lên luôn. Vô đây. Có được hai món. 32. Này không bằng rồi đó. Này chỉ có một giáp thôi. Tiếng gì vậy? Có cái này tốt nè. Lấy. Mấy cục đó phải nấu lên nữa. Cực lắm. Có một tòa nhà bên kia lát nữa qua. Lại một tòa tháp. Ê, 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 gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Tự nhiên hả? Người ta đang dòm ngó à. Bị tấn công. Thiệt tình luôn á. Ma sói. Ma sói, đây là làng ma sói. Kiếm đâu? Vớt kiếm ra. Đó, werewolf kìa, thấy không? Ma sói dữ hơn là ma cà rồng nữa. Bị cắn, bị ma sói cắn là bị lây bệnh á. Không phải bị lây bệnh dại đâu, mà bị lây bệnh ma sói. Bị ma cà rồng cắn cũng vậy luôn. Tốt nhất là đừng để bị cắn. Nên là nó không có lây bệnh cho mình. Mình cũng không thích bị lây bệnh nữa. Chúng ta mới bắt đầu thôi, chúng ta còn nhiều thứ chưa có kiếm được lắm. Nếu mà để bị lây bệnh sớm quá thì chưa có kịp làm việc gì hết. Lầu có gì không? Không có rồi. Không có cái brewing stand luôn. Wow, mấy ông gì đẹp quá vậy. Mấy ông đó như mấy ông nước hay sao á. Đẹp quá chừng luôn.
Đi kiểm tra coi. Hải thấy có đồ ăn. Chính xác. Này là đồ ăn nè. Đập ra. Bông này hả? Bông này không cần. Trong những ngôi làng là đều có đồ ăn. Tùy ngôi làng có ít, ngôi làng có nhiều thôi. Ra nữa. Cái bông này xuống lại đi. Không cần thiết. Hả? Trong đây được nè. Trong đây vô gom. Đã quá. Này tôi khoái. Có này nữa. Ờ hả, không đập được. Và nhớ lấy thêm bông của Botania. Bông của Vanilla. Bông Botania. Flower pouch. Sao đâu? Đây là lông cừu. Cần phải chuyển đổi. Không khó. Cái vấn đề là lông cừu. Lông cừu mình làm cái kéo, mình cắt lông cừu. Bên đây có gì không? Có gì luôn. Rồi từ từ đi quái nhà kia luôn. Đi hết á. Cứ từ từ bình tĩnh. Và có con ma sói kìa. Đàn ma sói mà không có ma sói mới là lạ đó. Trong đây có một cái thùng. Ố dè luôn. Ở một đống thùng. Để đập cái thùng lấy mang về luôn đi. Rồi chạy qua bên kia coi thử coi bên đó là cái gì. Ông đẹp quá ta. Ý, có cái này nữa. Runefort. Runefort đập được không? Bụp, không được. Vậy là chỉ để ở đây thôi. À, bé ông TNT nè. Thuốc nổ. TNT B. Đây là bông của Botania. Tranh thủ mình lấy được bông gì mình lấy bông đó. Mình phải làm thêm cái túi nữa. Bông trắng nè. PDG được nè. Ta tranh thủ lấy cái này đi. Có cái này sẽ dễ dàng hơn cho cuộc đời. Lát nữa về chúng ta sẽ làm liền. Còn bây giờ đi qua đây coi. Ố dè, tên đó là gì vậy? Sao nhìn ghê quá vậy? Có bông vàng nữa. Bông vàng có Botania. Lấy luôn. Hello. Sao nhìn ghê quá vậy? Vampire Hunter. À, chỗ này là tổng hành dinh phải không? Đây là cái nhà gì đây? Sao có cái nhà này nữa? Có cái đè kìa. Vô lấy cái đè của người ta. Cái đè đó cũng bị hư gần hết rồi. Rồi Vampire Hunter. Có gì mà hả sáng sáng lên ghê vậy? Đấy có cái cột nữa. Cột đập được không? Cột đập được nha. Gì vậy, gì vậy? Đừng có nổ nha. Đây là nhà tắm. Ôi, sướng vậy ta. Sướng vậy, sướng vậy. Phù thủy hả? Tôi nghe tiếng phù thủy. Employee only. Rồi, chắc khu này đang lót rồi. Cho nên chưa có mở được nè. Mở được rồi đó. Đây, nó bị đơ luôn nè, thấy không? Một bản đồ. Có thêm tờ này. Nhiều thứ để mình có thể lấy về quá. Rồi mình lấy trước mấy món này đi. Chúng ta đi lên lầu coi một cái. Có tầng hầm không? Rồi không có tầng hầm. Có tầng lầu. Có tiếng cười của mụ phù thủy. Căng vậy ta. Ố dè luôn. Lâu đài phù thủy. Gì đây? Chỗ này là cấm vô. Giờ mình vô mình hạ gục phù thủy cũng vẫn được thôi. Đâu có vấn đề gì đâu. Phù thủy, phù thủy. Còn một. Ơi, đông quá vậy? Đông quá, đông quá, đông quá. Nó giọt, giọt, giọt. Nó chọi thuốc độc xỉu rồi. Nó chọi thuốc gây sát thương ghê gớm lắm. Đóng cửa mình chạy xuống đi. Thôi không chơi nữa. Bởi vì người ta nói ha, đừng có vô chổng làm gì mà. Bây giờ để chạy về đi. Chạy về đi bằng cái cột về cho nó gọn. Đây chúng ta sẽ bay về đây. Bay về đây rồi. Tao thấy lạ quá vậy. Bay về đây chứ. Bay đây hiện nhà kế bên. Chạy về ngủ một cái. Khi đi ngủ lại bị chuyển qua một thế giới gì nữa đây. Đây là gì vậy? Sao tối thui vậy? Ghê vậy. Không có nhìn thấy được ở dưới chân luôn á. Gì mà đen thui à, void block hả? Đen thui à, ghê lắm. Đang đập lấy bông của Botania.
Chỗ này ghê quá à. Âm thanh cũng rùng rợn nữa. Đây là đâu? Đây là dùng không biết. Và đã quay trở về. Một cơn ác mộng. Thật là khủng khiếp. Mình sẽ cần phải cất những món này ở nhà. Chúng ta sẽ cần phải ra lấy thêm lông cù. Để cái đè ở nhà luôn đi. Khoan, hãy có xương không? Có xương này. Xương này không làm ăn gì được rồi. Giờ cần phải bỏ những món này vô. Bỏ vô, bỏ vô. Ông này là mình cầm theo. Con zombie đâu à? Zombie muốn gì? Đi lấy lông cù. Chúng ta có thể chuyển mấy cái lá rất là đơn giản. Mấy cái cánh bông chứ. Phải mấy cái lá, mấy cánh bông. Cần kiếm thêm lông cù cho đủ số lượng. Hãy thấy có mấy bé cù bên đây. Chính xác. Đấy. Được 3 cái. Hãy thấy 5 cái. Có con xương nữa kìa. Cù đâu? Một con thôi à, hai con. Ui ui ui, nó bắn mình kìa. Ố về luôn. Thấy tôi hiền làm tới đúng không? Thấy tôi hiền làm tới. Cho nên phải bị hạ gục. Nó đó mà bắn bắn hoài. Bây giờ chạy về. Làm một cái túi. Bỏ những cái bông của bồ thania vô. Rất đơn giản luôn. Rồi sau đó đi đào nữa. Mình cần có thêm tài nguyên rất là nhiều. Ta sẽ làm cái flower pouch. Lấy xuống đây. Mở lên. Ông của bồ thania là cứ bỏ vô đúng chỗ. Để chổng là được. Rồi phần còn lại mình sẽ dọn mình cất ở trong đây. Chặt cái cây có cái lá màu tím. Rớt ra được một cái bông. Bông này có tác dụng gì không? Bông này thì cũng giống như những cái bông khác thôi. Nó là một cái bông. Nhìn vậy nó cái bông bự lắm á. Đó, giờ đặt xuống nè. Đặt xuống. Trang trí thêm. Mình đang đi chặt cây để mình có thêm được gỗ mình chuyển đổi. Mình làm cầu thang. Mình leo đi xuống. Ta sẽ có một cái nhà. Lấy cái nhà này luôn. Ta cần phải cắm cái này ra chỗ khác. Ở đây nhìn kỳ quá. Có cái cây mọc trọng á. Nhà này là nó vướng một phần gỗ nè. Thành ra nó không mọc được. Đập ra một cái. Vô đây, vô đây. Chỗ này mình đập ra sẵn. Ta sẽ cần phải làm bàn chế tạo. Bàn chế tạo nào cũng được hết trơn đó. Cần gì phải quan tâm là bàn chế tạo vanilla mới chịu. Làm liền, later. Đi đào trước đã. Những thời gian đầu tiên là bắt buộc phải đi đào. Không đi đào thì không có đồ. Đi đào mới có đồ, mới làm việc tiếp được. Nhớ phải múc nước nữa. Cái này cũng quan trọng luôn. Nước đi ra ngoài giếng múc cho nhanh. Đây múc nước. Rồi. Có mấy cái bông của bồ thania nè. Mới thấy nãy đâu, bông màu xanh. Đập ra lụm lên. Tự động nó bay vô trong cái flower pouch cho mình luôn. Mình không có cần phải làm gì hết. Rồi ta đào xuống. Đào xuống thì trúng một cái hang. Trong hang cũng có rất nhiều khoáng sản. Đầu tiên là phải đi thắp sáng xung quanh lên. Đó là quan trọng nhất luôn á. Và mới quyết định coi có đào xuống nữa không. Thấy ánh sáng hả? Vui vậy. Ánh sáng. Có quái gì nha. Ở đây nó có cái Rocky Stone. Cái loại mà mình cũng rất là thích. Cái đó người ta không có cần phải đem về nấu nữa. Đập ra là xài giống như là đá vậy đó. Đá mà đá nhẵn á. Như đá nhẵn. Ố về luôn. Đó không phải kim cương đâu nha. Nhìn giống giống thôi chứ không phải kim cương. Cái này. Cái này là cấp độ bằng sắt mới có thể đập được. Chưa đổi cuốc sắt nữa. Đang xài cuốc đá để đi đào. Có mấy em này nữa. Sọt chem ra luôn. Xuống đây là thấy một đống thứ để có thể lấy được. Mấy cái zinc này thì chưa thấy có tác dụng gì. Cấp on. Wow, càng đi thấy càng nhiều thứ vậy ta. Hang động ở đây tự ghê luôn. Đi càng lúc càng ra nhiều thứ. Tinh ọt. Chủ yếu mình lấy sắt, lấy vàng. Lấy những cái bình thường nhất. Aluminum thì mình cũng chưa thấy có tác dụng gì. Alu. Thôi bỏ đi.
không được nữa. Cái đó từ từ tính tiếp. Nhớ tập ra là phải đi lên được nha. Xin ọt. Để coi luôn. Xin ọt. Đâu. Xin. Có là xài được gì hay không? Cũng không có tác dụng gì luôn. Hiểu luôn. Thì cứ lấy đồ của Vanilla trước đi rồi tính. Thắp sáng xung quanh xong á, thì mình sẽ đào xuống dưới luôn. Mình thắp sáng để đảm bảo an toàn. Khi mà mình đào xuống lần nữa đó, mình không có gặp sự tấn công của mấy con quái. Đào xuống được miếng nữa thì mình gặp thêm một cái hang nữa. Rồi. Đây. Nó nghe tiếng con chó gì vậy ta? Xuống đây nghe tiếng chó gầm gừ nữa. Rồi nhanh chóng. Ta sẽ cần phải giục cái này đi. Làm liền à. Cuốc chim. Ủa sắt đâu? Quang. Vậy là mình không có cầm sắt theo hả? Căng vậy ta. Căng vậy ta. Nấu. Nấu lên liền. Có tiếng con chó nó đâu, nó gầm gừ hoài. Mình cần phải coi chỗ nào để mình đặt cái cầu thang đi xuống. Ngay tại đây. Ta có vũ khí mà, có thể tự bảo vệ bản thân được hết, không có sao hết trơn hết á. Ớ ồ luôn. Ớ ồ luôn. Hỏi gỗ ra một cái. Mới nấu được có một sắt lên thôi, chưa có kịp gì hết. Sắt rất nhiều, nhìn vô rất đã luôn. Nãy giờ không có lấy than, không để ý vụ đó nha. Phải đào thêm than. Rồi một cục nữa. Ok quá. Mình thấy ở bên kia có một cái thùng. Mình muốn qua bển mình lấy, nhưng mà mình chưa có cái cuốc chim, cho nên mình phải chờ chút xíu. Có than nè, ta có thể làm đuốc thắp sáng được. Ok luôn. Cuốc chim bằng sắt. Đào đào được nhiều thứ hơn. Lên đường đi. Đây là gì? Đây là đồng. Này là cái gì? Pin thiêm ọt. Tập ra. Này về nấu lên được cục pin thiêm. Đây là đát ọt. Cục này đập ra thì được 5 cục luôn. Đát chem. Tiếp tục. Ở đây đập bên đây. Nước crystal. Ây da. Tôi nghe nãy giờ rồi, giờ mới chịu xuất hiện đó. Zombie hả cưng? Canh canh nãy giờ rồi, giờ nó mới chịu xuất hiện. Để mình xử nó. Dưới đây chúng ta có thể lấy được mấy cái rễ cây này ăn đỡ nè. Rễ cây cũng cho được một lượng đồ ăn tốt lắm á. Ra luôn cái này đi. Ăn còn có 9 cục à. Hốt luôn. Xong thôi. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Chỗ này là cái gì? Chỗ bên kia là cái gì? Đó là một con mimic. Chắc luôn. Ồ, Ngọc Lục Bảo kìa. Mimic. Đó, nhảy kìa. Mimic. Wow, mimic này nhiều điểm quá. Mimic này nhiều máu quá. Adaptable. Khoan, 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 khoan. Chạy đi, chạy đi. Để chạy ngay vào luôn. Run for your life. Oh yeah. Nó có cái adaptable, nghĩa là nó sẽ có thể làm quen được với lại cái sát thương của mình. Rồi để mình chặn nó lại chồng. Ốc hốt nó luôn. Khoan, ta phải chặn lại đây luôn nè. Chặn lại đây luôn nè. Không có cách nào nó thoát ra được hết á. Mình sẽ ở đây trong vòng 2000 năm nữa. Cái thương của mình đang bị giảm. Nó có hồi máu không vậy? Nó nhảy nghe cục cục luôn á. Ta kéo được nửa bình của nó rồi. Và khi hạ gục những con quái có sao thì sẽ rớt ra được những cuốn sách nữa. Đó là những cuốn sách kinh nghiệm. Và con Mimic này bản thân nó cũng sẽ rớt ra một cái artifact. Hy vọng là nó sẽ rớt ra một cái artifact gì đó thì một chút để mình xài cho nó tốt. Lúc chúng ta đang phân tích về con Mimic, tai vẫn luôn chém chém mỏi tai luôn á. Hiện tại là cây kiếm này sắp hư luôn rồi nè.
chỉ vì chém mi mic thôi. Nó dài quá dài luôn. Còn 6 giọt rưỡi, bây giờ còn 5 giọt rưỡi. Phải 2 hit mới mất được 1 giọt. Còn 4 giọt. Đó, chém mỗi tay là gì nè. Vào đây em. Chưa xong nữa. Và xong. Ủa về luôn được gì? Ôi sợi dây chuyền. Quá chừng thứ luôn, không rớt rớt sợi dây chuyền. Fire Aspect cấp độ 4. Cấp độ 4 nha. Đó là lửa mà cấp độ 4 luôn á. Để đeo dây chuyền lên coi. Đây là cosmetic ring thôi. Chỗ đeo dây chuyền này hết amulet không phải. Chỉ có một chỗ đeo dây chuyền thôi. Không có nhiều chỗ đeo dây chuyền đâu. Xuống đây. Cái này ra. Nghe tiếng quái. Cứ từ từ bình tĩnh. Thuốc đâu? Vô mình thắp sáng cái. Nữa kìa. Xuất hiện rồi đó. Một con quái nữa. Mở thùng lên. Oh, Ancient Tomb cộng 1, maximum 10. Ôi cái này đá nữa nè. Đổi liền. Đổi liền, đổi liền. Tactile Tomb. Little Study. Từ từ, Curse of Mercy. Lambon. Rồi để mình lấy cái Tactile Tomb cái đi. Ripper nó thấy mình rồi. Và cộng được điểm Knowledge. Cái này có knockback rất là tốt. Đi ra em. Phá nổ thùng của người ta hết. Có chém cái bay đi rồi được rồi. Rồi cái này chúng ta đã lấy được đổ chổng rồi. Giờ có thêm cái nhẫn nữa. Nhẫn nữa để thêm cái nữa. Không được. Không chơi được. Chỉ chơi được một nhẫn thôi. Đồ xịn nhiều quá chừng luôn. Có này nữa. Nghe tiếng giống zombie phích linh quá vậy. Ố về luôn. Đâu ra con nó nữa vậy. Zombie. Zombie fight phích linh. Ở đâu ra vậy? Ở bên dưới này không? Không có đâu. Có thể cái con hồi nãy nó vừa xuất hiện là con zombie fight phích linh đó thôi. Và xuống dưới thắp sáng. Ố dè luôn. Bao lần kỳ. Nó có cái spawner ở gần đây hay sao nè. Nhiều đồ quá. Bỏ bớt những thứ không cần thiết đi. Có cái gì ở đây. Ô spawner spawner. Rồi xuất hiện mấy con silverfish nữa. Quá thấy ghét luôn. Mình ghét mấy con nó cực kỳ luôn á. Mình đang đi đào. Mình phát hiện ra nhiều khu vực nguy hiểm quá chừng. Phải có zombie nữa kìa. Ta mau chóng lấy đồ cái đi rồi vòng về. Ở trong mấy cái thùng kia để coi có cái gì luôn nha. Rồi mấy em zombie đó. Ngôi làng đang bị tấn công. Có thể là do mình không có ngủ á. Bây giờ ngôi làng ở trên đầu chứ đâu. Rồi sao bây giờ? Chịu thôi. Cứ để bị tấn công thôi chứ sao nữa. Đồ này cái gì cũng muốn lấy về hết á. Nhưng mà không có chỗ. Ta sẽ quay lại lấy sao vậy? Bên trên Spirit. Có cái đe. Có ngọc lục bảo. Thập ra hết 10 cục. Zombie đâu nhiều ghê luôn á. Nó rớt cục gì đây. Grave Dust. Cục nhỏ xíu. Rồi. Có cái con nó xuất hiện lại rồi kìa. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải qua đây. Ê, bậy. Bậy nha. Zombie spawner hèn gì. Hốc hốt. Thắp sáng lên cái. Thắp sáng lên.
Họ thắp sáng lên, hạn chế sự xuất hiện của zombie. Bên dưới lòng đất quá căng thẳng luôn á. Ố về luôn. Creeper. Ê, Reaper bắn lửa nữa bay. Rồi Reaper bắn lửa vô đây. Vẫn còn xuất hiện zombie nha. Ghê lắm. Rồi phải chém cái cục đó. Cẩn thận. Rồi hai cục. Bỏ này đi. Ừ coi cuốn sách gì đây thôi. Flash Protection cho kháng vụ nổ. Cũng có thể chấp nhận được và có được hai món đồ chơi này. Khu vực bên dưới này nhiều thứ quá. Anh nghe tiếng zombie nó di chuyển. Không biết từ đâu luôn á. Để mình chạy lên cái, mình quay lại. Mình đập cái vách tường này ra, mình coi thử coi chỗ này là cái gì. À hiểu luôn, hiểu luôn. Hiểu chỗ này là cái gì luôn rồi. Giống như cái chỗ đầu tiên mà mình phát hiện á. Rồi ta cất cái này ra một cái. Giống như chỗ đầu tiên mình phát hiện luôn. Mình đã làm một cái thùng để bỏ đồ vô đỡ. Rồi ta sẽ cần phải làm một cây rìu bằng sắt và một cây cuốc kim bằng sắt. Lên đồ hết. Cây rìu đá này có thể bỏ đi được rồi đó. Đổi sang đồ bằng sắt xài luôn. Xin nọt bỏ là đây. Có những cái không cần phải đem theo. Đào xuống bên dưới tiếp. Bây giờ mình đang ở tầng 41. Mình xuống tầng thấp hơn. À, nguy hiểm nha, nguy hiểm nha. Oh yeah luôn. Nguy hiểm. Tôi nói nguy hiểm. Đúng thiệt là nguy hiểm luôn. Thôi 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 thôi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Baby zombie nữa kìa. Sao chạy lại tụi nó được ta? Sao chạy lại baby zombie nổi? Khoan, chạy tới đâu thắp sáng tới đó, hiền quá. Nó rớt xuống nữa kìa. Mấy cái con ma sói. Vô đây. Chưa có áo giáp. Ấy quên. Ở trên khu an toàn phải làm cái áo giáp. Khu này hết an toàn rồi bà con ơi. Ai cứu tôi đây? Tôi bị rượt quá. Ai cứu tôi đây? À! Rồi rồi rồi, nghi quá, sắp bỏ lại rồi. Bỏ lại đồ ở đây là mệt lắm ta. Mình không muốn. Đi ra, đi ra. Đi ra. Rồi, hên quá. À, đã được đẩy lùi được một đợt tấn công vô cùng khủng khiếp. Đi ra, cái này có knockback đỡ ghê. Knockback là sẽ đánh bay ra hết luôn. Chỉ có zombie là nó có thể đánh hơi được mình khi mình đánh một đồng bọn của tụi nó. Cũng đỡ. Đừng có tới nữa mấy đứa. Thiệt luôn á. Tìm tới tôi làm gì tìm hoài vậy. Đông quá. Có vẻ như trong phần chơi này á, việc đi đào sẽ rất là khó khăn. Thì ta có thể thấy được là một cái hang như vậy. Mình rớt xuống. Mình trở thành miếng mồi béo bở. Nó bắn cung kìa. Thấy rồi, thấy nó bắn cung rồi. Đừng lên đâu rồi. Lên đâu đó quanh đây nè. Tôi lên đây. Tôi hết thở nổi rồi. Căng quá à. Chưa gì hết trơn à. Chỉ tấn công tùm lum tùm la hết. Lên đây ăn uống một cái. Và có trái tim. Trái tim là có thể làm được bao bồ. Ăn tim. Ăn vô một cái đi. Ăn vô một cái lấy tinh thần cái đã. Rồi coi ngôi làng bị tấn công sao vậy. Ai Hunter đâu? Hunter thì tới cũng đã trễ rồi. Lên đây. Mình sẽ bắt tay vào Botania trước. Chúng ta sẽ có Botania. Botania Lexica. Cần phải có một cái bông. Cái bông. À, một cái chòi non. Trong này có rất là nhiều thứ. Thấy cuốn sách. Thấy chòi non. Một cái. Tích hợp vô. Những gì không biết có thể mở cuốn này lên coi.
Trong này có hết. Rồi đầu tiên là sẽ cần phải có một chỗ lấy nước nữa. Có cái well không? Có cái giếng gì không? Không có thấy có cái giếng gì hết. Water coi. Có cái gì mà mình lấy nước hoài luôn mà nó không hết luôn á. Càng khỏe. Không thấy ha. Và tiếp coi cái sink. Cũng có luôn. Từ từ bình tĩnh. Không có thì phải đi ra ngoài chỗ nào có nước á. Rồi làm thêm một cái xô nữa. Ra ngoài lấy lông cừu làm tôi ngủ. Rất là nhiều chuyện ở thời điểm ban đầu phải làm. Kể cả chuyện đi đào cũng phải làm nữa. Mấy ông này chui vô trong nhà mình ngủ không à. Đi ra đi. Thiệt luôn á. Thì không còn chỗ để nữa. Bỏ đồ vô. Nhiều thứ ghê luôn á. Rồi giờ ta làm túi ngủ. Túi ngủ để khỏi ai giành. Có thể đi ra ngủ được. Cho múc nước phát. Chạy ra. Lộn. Mở lên bên đây. Làm công thức. Pedal Apothecary. Hiện tại thì Botania là đơn giản nhất và cũng là cái làm nhanh nhất. Có cái lá, mình đang kiếm cái lá thôi. Để mình bỏ vô những món này. Bỏ vô. Lát nữa mình sẽ tính đến những món đó. Đây, một cái cánh bông chứ quên, không phải lá. Nói lộn. Cánh bông, lấy xuống. Và mở cái túi lên. Mình sẽ cần phải có cái túi để chứa đồ nữa. Nhiều thứ lắm. Ta sẽ cần phải làm ở đây nó sẽ bị lẻ. Đấy đi. Lẻ thì lẻ chơi luôn. Quen. Đây. Được ba cái. Ra bên ngoài cái giếng. Có cái giếng thì làm ngay từ cái giếng luôn cho khỏe. Khỏi cần phải đi đâu xa hết. Leo lên 1, 2, 3. Đây lại là số chẵn nữa. Vui quá ta. Số chẵn. Số chẵn này chơi theo kiểu số chẵn. Bỏ lên. Đi lấy hột giống. Chánh gà ông ơi, chánh gà. Rồi sao, rồi sao. Cách nhanh nhất là nếu không có Horn of the Wild thì ta chơi đổ nước là tự động nó bung ra hết rồi. Mình lấy hột giống thôi chứ gì hết. Giống Snowbell. Ra bên ngoài này. Lấy những cái bông này chuyển đổi. Bùm. 8 cái. Này bị dướng rồi, đứng không có được. Leo ra đây. Bỏ 4 cái vô. Bỏ 4 cái vô, quăng hột giống vô, xong. Tiếp tục bên đây, Snowbell, bùm. Miễn sao là hột giống là có thể xài được hết. Đổ vô tiếp. Có được hai cái Pill Daisy. Pill Daisy. Cái ở đây. Cách 2 ô, để đây một cái. Này cách 3 ô rồi đó phải không? 2, 3. Đập lại. Để đây. Đập ra. Xung quanh này dọn ra một cái. Mình cần phải có gỗ. Đây, gỗ đây để làm living wood và lấy rocky stone luôn. Món này là không cần phải nấu, nếu mà lấy đá cuội là phải nấu nha. Rocky stone nhanh chóng hơn cực kỳ luôn, để ra và chơi thôi, lụm liền. Nó mất cỡ 1 phút để có thể chuyển đổi. Rồi à, mình sẽ cần phải có thêm rocky stone, lát nữa mình đi đào ta cũng sẽ cần phải có thêm gỗ. Gỗ phải đi chặt cây. Cây thì thiếu gì. Cả rừng cây quá chừng luôn. Rồi và mình thấy là trong nhiệm vụ, khi mà mình kiếm được món đồ, nó sẽ tặng cho mình kinh nghiệm. Nhưng mà mình chưa cần phải lấy liền đâu, cứ từ từ rồi ta lấy. Thì trong Botania là có cuốn này, đánh dấu xong Botania rồi đó. Phải kiếm hết tất cả các loại bông được tặng 5 cấp độ. 5 kinh nghiệm hay 5 cấp độ? XP level là 5 cấp độ. Chuyển đổi rồi kìa. Xong xuôi một bên. Tập ra Living Wood và Living Rock. Gỗ và đá. Living Rock làm thêm đi. Living Wood cũng cần á, nhưng mà đang hết gỗ thì làm trước bên này. Để lên kiếm một chỗ. Để đây. Rồi ta sẽ cần phải chuyển đổi. Mana Pool. Kiếm chỗ rộng rãi thoáng mát sạch sẽ. Mana Pool. Để đâu đây? Không biết để đâu luôn. Để xuống đó đi. Rồi tiếp tục. Cần tìm bông màu nâu. À, khoan.
On of the Wild. Đi kiếm cây cỏ cho nó nhanh. 1, 2, 4, 5, 8, đủ. Và bên đây, phải có mana trước đã. Mana pool, phải có mana. Vậy làm cây staff đi. Staff, nó là Living Good, nó kêu Living Good. Và sẽ cần phải chuyển thành Living Tree hai cái. Rồi cái này cần phải làm tiếp. Đâu? Đây, ba cái chứ. One of the forest. Chơi màu trắng luôn. One of the forest. Bạc bạc. Thích lá màu gì cũng được hết, không sao. Rồi tiếp tục là cần phải có một cái bông để có thể sản xuất mana. Mana lấy bông gì đây? Generating Flora. Chỉ có hai cái này thôi hả? Bông này 3 nhân 3. Nó sẽ hấp thụ và nó cũng sẽ tàn theo trong vòng 3 ngày. Nhìn thì thấy nó dễ. Ý nghĩ mà ta chơi thì chơi cái Endo Flame luôn đi. Endo Flame nha. Cần bông màu xám, bông màu đỏ, xám đỏ và thêm bông màu nâu chưa có. Cái này có được nhiêu đây? Vậy vậy thì làm bông trước rồi. Bông này nè. Cyan, cyan và blue. Đúng không? Light blue. Cyan với lại blue. Qua bên đây. Đi tìm cái bông cyan. Bên đó có mấy bông màu xanh. Xanh này là xanh lam, xanh sáng á. Mystical Flame, Flame Flower là xong. Này tìm thấy là nó nhận nhiệm vụ à. Nhanh lắm. Cần tìm hết đủ màu luôn á. Tất cả các loại bông của Botania. Trên kia phải không? Không phải. Đi khắp nơi là sẽ thấy thôi. Nghe tiếng zombie. Có bông màu đen. Đó 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 đó. Phải bên kia không? Phải giùm đi. Ố về luôn. Rồi xanh không lụm bông màu đen. Là tại vì mình hết chỗ. Hết chỗ thì nó không lụm nữa. Còn chỗ thì nó mới lụm. Cái này lụm được. Ok. Ôi không phải bông màu xanh tôi cần. Gì vậy? Hết ra đi. Đó 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 đó. Bông màu xanh kìa. Cuối cùng cũng thấy. Ok liền quăng ra. Lụm lại mấy khúc bánh mì khô. Trả lại đây. Ủa bông màu xanh này đâu phải. Anh kia kìa ông ơi. Đây rồi. Chạy một vòng cuối cùng cũng thấy. Bông màu xanh. Đập cái bông ra bé đó có khó chịu không đây? Bé đó là bé gì đây? Bé này là ICB. Ông nước đá. Bên đó có chỗ của mấy người săn ma cà rồng với ma sói. Đập ra. Rồi sao không chạy vô trong này giùm đi, còn nằm ngoài vô chiếm chỗ của tôi nữa. Có cây mía nữa kìa, ta phải lấy cây mía về trồng nữa luôn. Rồi chạy qua bển. Coi thử là mọi người đang làm gì bển vậy. Ê, mọi người ơi, đang làm gì vậy? Hôm nay ông đang cắm trại ở đây thôi. Giờ không có cho ngủ ở trong chổng. Quay trở về, mình sẽ cần phải làm một chỗ. Bấm cái nó bay cái dù luôn. Cần cái chỗ để mình có thể đổ nước vô chổng. Ta sẽ cần phải kéo đầu bên này qua. Cái bông đi. Đổ nước vô, đổ nước bên đây. Có cái gì giữa vậy? Bông artiso hay bông gì nữa đây? Một giống cây artiso. Ai cần artiso không? Artiso với mandrake. Thì chỗ này là ổn. Có cái cây này nó nằm không đúng chỗ. Tiễn cái cây lên đường. Đập ra. Đâm rớt ra một đống luôn. Trời non. Thoải mái luôn. Làm thêm cái thùng nữa luôn đi. Để mình bỏ đồ ngoài đây luôn. Cái này ra. Ta sẽ để cái thùng ở đây. Bỏ các loại bông, các loại này nọ vô chổng.
Là cái xô, là cái này. Ta cần phải đập này ra luôn. Chọn dẹp lại. Để xuống. Người ta đây. Ta đập ra. Cho nó thoáng, dễ nhìn. Tùm quá, nhìn không có ra cái gì hết trơn đó. Rồi mấy em này rớt ra ngoài đi. Cho trong đây. Rồi, xong. Rồi mình sẽ cần phải có ở đây hai cái, ở bên kia hai cái thôi. Ông gì? Hydro. Ông hydro bấm vô. Bình thường thì mình sẽ làm bông endoflame luôn, nhưng mà lâu lâu đổi gió làm hydro cũng được. Không sao hết. Một giống ta cầm theo. Lên đây. Chuyển đổi nha. Chuyển đổi luôn. Chụp vô. Chụp vô. Bùm. Chụp vô, chụp vô. Đúng là nó sẽ thông báo như vậy. Có dấu tích xanh lên. Quăng vô. Được hai bông hydro. Bông này chỉ hoạt động được có 3 ngày mà thôi. Ta phải để nó ở gần nguồn nước. Rồi sau đó bấm em ấy vô trong đây. Không được. Nghĩa là mình sẽ cần phải có nhanh chóng đập ra. Ta sẽ phải chuyển đổi. Bên này một đống mana spreader. Mana spreader hình như cần có vàng. Phải có vàng mới được. Có vàng không? Coi 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 coi. Mana spreader. Bấm vô. Cần có vàng. Ở bên dưới. Đúng rồi, ở bên dưới có vàng. Ở đây có vàng chứ. Được đúng hai cái luôn nè. Ăn ngon lành. Rồi làm liền. Phải có bộ Thania chạy trước. Ở đây mana có chưa? Mana đầy rồi đó. Nhanh lên, chuyển đổi cho tôi. Rồi đập một lần luôn, lấy luôn. Mana Spreader. Đây là cái cấp độ đầu tiên thôi. Cần phải có cái cánh bông. Cánh bông. Cánh bông nào cũng được hết. Đây. Khoan. Một cái là cũng đủ rồi. Mình làm hai cái là nó quá dư á. Để lên, để lên. Chiếu vô trong đây. Cái này chiếu vô trong đây. Mana từ cái cây lên trên này. Từ lên này chạy vô đây. Trong đây sẽ có mana. Đó, có mana rồi nè. Phải cầm cái cây One of the Forest thì mới coi được. Giờ ta sẽ cần phải lấy cây kéo cắt những cọng cỏ. Cần nhiều cỏ lắm, cứ cắt đi thoải mái. Dạ, em ông nó đi đâu đây? Đây là cỏ gì vậy? Cỏ này không phải nha. Có hai loại cỏ, cỏ của vanilla và cỏ của mod. Thì cỏ của vanilla mới xài được, cỏ của mod không có xài được đâu. Để mình đập ra cái nó đi cái bông luôn á. À, cỏ này nè, băng vô. Không được. Nghĩa là phải đem bỏ. Tác dụng gì nữa không? Coi lại cái nữa coi. Có tác dụng gì nữa hết á. Và cỏ của vanilla đây. Chưa được. Lượng mana chưa đủ để có thể chuyển đổi. Và phải chờ chút xíu nữa. Lượng mana đủ lên một cái là mình chuyển đổi được. Cái bông này thì sản xuất không nhiều lắm. Chúng ta coi coi. Chưa có bông màu này đúng không? À, Endoflame là cái mình thường xài nhất. Endoflame cần có màu xám lợt, màu nâu và màu đỏ. Cái gì cũng chưa có hết trơn hết đó. Để ưu tiên làm này trước. Rồi. Ở đó nó vừa chiếu thêm được phát nữa kìa. On up the white. On up the white. Cái này bao nhiêu đây? Một chấm chút xíu này. Này mới cỡ phân nửa của cái chấm đó thôi. Mình đã làm thêm hai bông nữa gắn ở phía sau. Bây giờ mana sẽ có được nhanh hơn được một chút. Ta sẽ cần phải chuyển đổi. Lấy xuống coi được chưa? Được rồi. Bỏ vô. Bùm. Mở lên. On up the wire. Quen. Ở đây có cái magnet gì không? Magnet. Magnet này. Magnet này. Có những cái magnet khác. Magnetic ring. Ồ về luôn. Cái này nhẫn này mình có. Nhưng mà muốn làm được thì cần phải có thêm kim cương. Chưa đi đào được kim cương nên chưa có. À, làm này. Làm này thì sẽ cần nhiều mana lắm. Cứ từ từ bình tĩnh đi. Rồi mình cũng dọn xung quanh đó ra. Ta có bánh mì. Vô. Đi kiếm những cái bông. Có cái bông cao kìa. Có bông cao đừng bao giờ đập bằng tay. Đấy, lấy cái này ra cắt ra. Đâu, đây là một ví dụ. Bùm 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 bùm. Ốc rễ trên đó luôn.
phá, bóc rễ những cái cỏ, những cái bông lên tùm lum hết trơn nè. Rồi có bông nào của bồ thay mia không? Ừ, toàn bông gì đâu không à, bông gì với hột giống không à, bóc rễ lên hết luôn á. Có bé gà bóc lên vui ghê. À, có cái bông cao đây nữa. Thì bông cao là đập bằng tay là nó mất nha. Đó, nó mất tiêu vậy đó. Phải lấy cây kéo cắt mới được. Những cái đinh trên này nhiều ghê luôn á. Rồi như vậy là ổn. Chúng ta có thể đi kiếm những cái bông nhanh chóng hơn. Còn ở trên kia ổng lụm lại hết chưa vậy? Lụm lại ông chồng giùm tôi đi. Ổng cũng tự động ổng chồng à, không sao hết đâu. Có bông cam nè.